bắt đầu một quy trình thăm khám của một siêu âm quý 2, tôi thường bắt đầu bởi cái mặt cắt profile. Mặt cắt đây là mặt cắt dọc giữa mặt của em bé. Mình sẽ đánh giá đầu tiên là cái xương mũi em bé, của thai nhi. Đây là một cái mặt mặt cơ rất quan trọng trong cái tầm soát của hội chứng đau ở quý 2. Thì với một cái xương mũi như vậy thì khả năng em bé bị mắc một chứng đau nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. Ngoài ra sau đó thì tôi thường sẽ đánh giá mắt của thai nhi qua mặt cắt ngang ở ổ mắt, thì mình sẽ đánh giá được cả cái thủy tinh thể của thai nhi, đánh giá được cái khoảng cách giữa hai hốc mắt, giữa mình cách mình đo đường kính hai hốc mắt, gian hốc mắt. Mình sẽ xem môi của em bé, môi thai nhi để mình loại trừ những cái bất thường của cái mặt của em bé như là sứt môi, chẹ vòng hầu. Và có thể mình sẽ bắt đầu với cái hình ảnh 3D của mặt thai nhi. Hình ảnh mặt 3D thai nhi ha. Mình sẽ đánh giá được cái khuôn mặt em bé. Có một số bất thường mình có thể dựa trên, mình không thể chẩn đoán được bất thường trên cái hình ảnh 3D này. Tuy nhiên mình có thể nghi ngờ một số bệnh lý của bất thường về mặt thai nhi, ví dụ như hội chứng đau, hội chứng đi giọt, hoặc là một số cái bất thường cái nhiễm sắc thể khác. Sau đó thì thường là tôi sẽ đánh giá cái tim thai, tại vì ở cái mặt cắt tim thai thì em bé ngựa thì mình mới có thể đánh giá được toàn diện. Thì tôi sẽ chuyển sang cái mode siêu âm tim thai. Thì ở trên cái mode 2D thì chúng ta thấy là cái hình ảnh của tim thai khá là rõ ràng, với bốn buồng tim cân xứng, hai van nhị thất hoạt động rất là nhịp nhàng. Lúc này tôi sẽ đánh giá cái hình ảnh của những cái buồng tim cân xứng, những cái vách liên thất có bị gián đoạn hay không, và tôi sẽ xem cái tĩnh mạch phổi ở cái nhĩ trái đổ về có bình thường hay không. Như thấy hình ảnh đây ha. Tôi sẽ thường sử dụng Doppler để tôi đánh giá cái dòng chảy qua cái van nhĩ thất, cũng như là dòng chảy qua cái động mạch chủ và mạch phổi. Ở đây hình ảnh rất là rõ ràng, Doppler có thể thấy là hình ảnh không có bị gián đoạn cũng như là bị thông của hai những cái buồng tim. Hình ảnh Doppler nó tràn đầy hai ở hai buồng tim là một hình ảnh rất là an tâm cũng như là rõ ràng ha. Mình sẽ chuyển lại chế độ siêu âm để mình xem tiếp thai nhi. Thì đánh giá tiếp theo tôi thường là tôi sẽ bắt đầu bởi cái hình ảnh của hệ thần kinh ha, não của thai nhi. Đây là một cái đánh giá rất là quan trọng, tại vì dị tật não nó chiếm phần lớn những cái dị tật của thai nhi. Thì mình sẽ đánh giá dựa trên ba mặt cắt tiêu chuẩn của ISUS, đó là mặt cắt ngang đồi thị. Các ngang đồi thị mình sẽ đo đạt được cái kích thước của đường kính lượng định, đường kính chu vi vòng đầu. Mình sẽ đánh giá mặt cắt ngang não thất bên để mình xem não thất của em bé, hai não thất, cả não thất ở xa đầu dò và não thất ở gần đầu dò. Mình đo đạt cái kích thước não thất để mình đánh giá có thai nhi có bị bất thường ở cái dạng não thất hay không. Mình có thể đo đạt bình thường cái não thất thì sẽ dưới 10 mm, đó là một bình thường. Mình sẽ cắt mặt cắt ngang não thất bên để mình đánh giá cái hố sâu cũng như đánh giá sự toàn vẹn của thùy nhộng. Trong trường hợp này mình thấy là hai cái tiểu não, ván cầu tiểu não cân xứng và cái thùy nhộng nó nằm tồn tại và nằm ở bên giữa. Hố sâu thì kích thước không quá rộng. Bình thường kích thước của hố sâu sẽ dưới 10 mm ha. Đây mình sẽ đo được là 8. Đó là ba mặt cắt để mình loại trừ gần như 80% cái những dị tật ở não thai nhi. Mình sẽ tiếp tục mình đánh giá những cái một cái mặt cắt
rất là quan trọng, đó chính là các dọc cuộc sống ha. Đây là một mặt cắt trong loại trừ những cái bất thường của cuộc sống, cũng như là loại trừ những cái bất thường của hệ thần kinh trung ương, đó là bất thường của tủy sống. Thì mình ở đây mình thấy hình ảnh rất là rõ ràng của hai cái thân sống cũng như gai sống nằm đều nhau và tương xứng giữa thân sống và gai sống. Và ngoài ra mình máy có độ phân giải tốt, mình có thể nhìn được cả những cái chóp tủy, những cái tủy sống ở bên trong của thai nhi, và cái mức kết thúc của cái chóp tủy nó sẽ nằm ở khoảng L1, L2, và cái đó là vị trí bình thường của chóp tủy. Ở mặt cắt này mình có thể tiện mình xem luôn ở hai cái thận thai nhi ha, ở hai thận thai nhi hai bên. Và tiếp theo mình sẽ khảo sát tiếp ở cái mặt cắt ở bụng thai nhi. Thì ở bụng thai nhi thì mình nên bắt đầu bởi mặt cắt ngang bụng. Mặt cắt ngang bụng là mặt cắt để dùng để đo đạc cái chu vi vòng bụng. Thì mình sẽ thấy được là cái tĩnh mạch rốn dạ dày, và mình có nếu ở và nếu mình cắt xuống dưới thì mình có thể thấy được túi mật thai nhi. Ở mặt cắt lên trên cao thì mình sẽ thấy được hai bệ thận của thai nhi. Ở đây hai bệ thận hơi dạng, nhưng tuy nhiên cái mức độ dạng của nó không có quá lớn. Bình thường cái bệ thận nếu mà dạng nó dạng dưới 5 mm là bình thường. Ở đây kích thước bệ thận chỉ khoảng 3.6 ở một bên. Thì đây là bình thường ha, kích thước bình thường. Mình cắt xuống dưới để mình thấy được cái chỗ cắm dây rốn vào ổ bụng thai nhi. Ở phía dưới nữa thì mình sẽ thấy được, mình sẽ cắt xuống dưới nữa thì mình thấy được cơ quan sinh dục của thai nhi. Mình có thể đánh giá được cơ vòng hậu môn ở phía dưới ha. Đánh giá được cơ vòng hậu môn bởi cái dấu target size, hay là cái dấu gọi là dấu hình bia. Có cái đó là một phản âm sáng nằm ở giữa, một cái phản âm kém nằm ở bên hai bên. Để đây với cái đánh giá này mình có thể loại trừ được một số cái bất thường về dị tật của ống hậu môn. Một cái đánh giá mất khá tốn kém thời gian đó chính là đánh giá về cái tứ chi thai nhi. Tứ chi thai nhi thì mình có thể phải đánh giá về cả cái sự co duỗi của tứ chi, cũng như là cái hướng của bàn chân, bàn tay. Và đó là những cái đánh giá cơ bản về tứ chi thai nhi. Một cái đánh giá nữa là mình thật sự không cần thiết trong những cái protocol của siêu âm. Tuy nhiên đây những cái bất thường về ngón tay, ngón chân, đó là những bất thường rất là gây sốc cho những ông bố bà mẹ. Vì vậy nếu mà được thì mình có nên khảo sát tiếp. Cái một cái bước nữa là mình đánh giá về những cái ngón tay dị tật ở xa, đoạn xa của thai nhi, đó là những ngón tay, ngón chân. Thì như ta thấy với một cái độ phân giải tốt đó, thì mình sẽ làm việc này rất là dễ dàng. Có nghĩa là mình thấy rõ được những cái phần xa, những cái đốt ngón tay, ngón chân của thai nhi rất là rõ ràng. Như trong trường hợp này mình thấy rõ được 5 ngón tay em bé. Mình có thể sử dụng để đánh giá những cái phần quan những cái phần phức tạp hơn, ví dụ như những cấu trúc đường dựa của não, thì mình có thể sử dụng cái mặt cắt dọc dựa để mình khảo sát. Tuy nhiên có một số trường hợp mình sẽ rất là khó để mình cắt được mặt cắt dọc dựa, nhất là những trường hợp thai lớn như vậy. Thì mình có một cái phương pháp nữa, mình sẽ đánh giá cái mặt cắt dọc dựa bằng cái những cái Doppler. Ví dụ như mình có thể sử dụng những cái Doppler nhạy để mình đánh giá cái thể chai. Nếu có tồn tại cái động mạch viền thể chai thì có nghĩa cái thể chai đó nó có vẻ là bình thường. Ở đây mình có thể sử dụng cái Doppler của cái X-Flow để mình đánh giá cái động mạch viền thể chai bình thường. Thêm một cái Doppler nhạy để giúp mình đánh giá cái động mạch viền thể chai. Cái động mạch viền thể chai nếu bao hết được cái thể chai thì nó là một cái thể chai khá là bình thường. Trong trường hợp này hoặc mình có thể sử dụng một cái loại Doppler mới đó là cái MicroV ha. MicroV nó sẽ đánh giá những mạch máu nhỏ hơn nữa, nó sẽ giúp cho mình thấy rõ được cái đó, thậm chí những cái mạch máu chia phân nhánh từ động mạch viền thể chai mình cũng có thể thấy được. Ngoài ra mình sẽ đánh giá một bước nữa, mình sẽ đánh giá cái bánh nhau ha. Bánh nhau thì mình sẽ quan sát thứ nhất là vị trí bánh nhau, cũng như là những tổn thương trên bánh nhau, cũng như là
một cái điểm nữa là cái vị trí cắm của dây rốn. Thì để làm việc này mình sẽ phải sử dụng đến cái Doppler để mình đánh giá. Thì mình có thể sử dụng cái ISLO đây, mình sẽ đánh giá được cái vị trí của cái dây rốn. Mình sẽ đánh giá được cái vị trí, thì tìm trên bề mặt với nhau để mình đánh giá được cái vị trí cắm của dây rốn. Trong trường hợp này mình sẽ thấy cái chỗ cắm dây rốn nó bị che bởi thai nhi và là khá là khó tìm thấy. Nhưng mà với cái Doppler mình có thể nhìn thấy được cái vị trí cắm nó có thể nằm ở phía dưới thai nhi, dựa trên cái mạch máu nó tỏa trên cái bánh nhau và cái chỗ cắm. Thì đây là một cái đánh giá gần như là cơ bản về thai nhi trong quý 2.